chống ức bàn chân, thở ra bạn nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Namaste. Bạn thân mến, chứng đầy hơi khó tiêu và đôi khi rối loạn tiêu hóa làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và đôi lúc bạn muốn là đẩy cái hơi đó ra bên ngoài bằng cách đánh rắm. Vậy thì làm thế nào để có thể đẩy được nó ra? Thì trong video ngày hôm nay, Tuệ Giang sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta thực hiện các tư thế để có thể đẩy hơi hay là đánh rắm ra để không còn cái chứng đầy hơi hay khó tiêu nữa. Và khi mà khí được đẩy ra bên ngoài thì bụng của bạn rất là dễ chịu và hệ thống tiêu hóa của bạn nó vô cùng chôn chu và khỏe mạnh, để cho đường ruột của bạn có thể làm việc thật chôn chu hơn. Chúng ta cùng bước vào bài tập trong tư thế nằm bạn nhé. Trước tiên, bạn hạ lưng xuống thảm như thế này. Rồi, từ đây bạn thả mềm vai, có thể nhúc nhích nhẹ vùng vai, lưng như thế này. Rồi, sau đó bạn từ từ duỗi gối chân trái ra như này. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu, bạn co gối chân phải lại. Đan tay vào nhau, thở ra bạn kéo gối phải hướng về ngực. Thả mềm cơ thể, chậm chậm hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Và lúc này chúng ta đang xả hết khí ra bên ngoài. Rồi từ đây chúng ta duỗi gối chân phải, hít vào bạn co gối trái lại, hai tay đan vào nhau, thở ra bạn kéo gối trái hướng về ngực như thế này, mềm hai vai xuống, rồi hơi khép cằm thu về cổ. Từ đây nhẹ nhàng hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng cơ thể, từ từ hít vào bạn duỗi gối chân trái và thở ra bạn thả lỏng. Trong tư thế vừa rồi, tư thế ống bễ là một tư thế để giúp cho bạn đẩy khí và đẩy hơi xả hết tất cả ra bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ khép hai chân lại như thế này. Sau đó đưa bàn chân áp sát vào nhau, hai tay đan vào nhau, bạn ôm bàn chân như thế này. Sau đó mở hai gối sang hai bên. Từ đây khép cằm thu về cổ, nhẹ nhàng đưa người qua trái và qua phải, hơi quặn xương cụt của bạn hướng xuống thảm, thư giãn cho vùng hông, lưng và cột sống. Và bạn cảm nhận toàn bộ vùng dạ dày, vùng ruột rất là dễ chịu. Hít thở đều bạn day như vậy ha. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ hít vào, bạn khép hai gối sát vào nhau như thế này, hai tay đan vào nhau, thở ra bạn khép cùi chỏ ôm về, rồi nâng thân người trở lên, rồi khép cằm thu về cổ, rồi thật chậm hít vào, bạn hạ thân người trở về thảm, tách hai tay, thở ra bạn đổ hai chân sang bên trái như thế này. Rồi từ đây, tay trái đặt lên gối phải, tay phải bạn đưa ra phía sau, mềm vai phải xuống. Tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn có thể thấy ruột non, ruột già và dạ dày được tác động rất sâu trong tư thế này. Một lần nữa, hít vào thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng, thả lỏng. Rồi từ đây,
nhẹ nhàng đưa thân người trở về giữa, hít vào và thở ra, bạn đổ hai gối của mình sang bên phải, rồi xoay cằm qua bên trái như thế này, tay phải đặt lên gối trái, sau đó mở cái tay trái của bạn sang ngang như thế này, tiếp tục thả mềm vai trái. Trong lúc này, hãy cảm nhận toàn bộ vùng ruột, dạ dày và các vùng khí ở bên trong đang được đẩy ra bên ngoài. Từ từ hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng. Lần ba, hít vào thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng hết ra đi nào. Rồi, và từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn đưa hai chân và thân người về giữa, thở ra, bạn đưa hai chân hướng lên bầu trời, hai tay nắm hai cạnh ngoài của chân, chân như muốn đạp lên, tay như muốn kéo xuống, xương cột của bạn được quận hướng xuống thảm. Nhẹ nhàng xoay người sang trái và sang phải, liên tục như vậy ha. Bài tập này tác động rất là sâu đến toàn bộ vùng lưng, hông và đặc biệt tác động vào hệ tiêu hóa của bạn. Khi bạn đè nén toàn bộ vùng khớp háng, vùng lưng được giãn xuống thảm, thì toàn bộ vùng hông, vùng chậu và các cơ quan nội tạng đang được thư giãn, thả lỏng và có thể đẩy khí ra khi bạn nhúc nhích và lăn cười như thế này. Rồi, sau một vài nhịp từ đây, hít vào một hơi thật sâu, bạn từ từ duỗi gối như thế này ra. Hạ chân của bạn trở về thảm, thở ra bạn úp bàn tay xuống thảm như thế này. Sau đó hít vào, bạn nâng chân trái lên như thế này, thở ra nâng thân người lên như thế này. Hít vào hạ xuống và thở ra bạn đổi chân. Hít sâu hạ xuống và thở nào. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng mũi. Hít sâu bằng mũi và thở ra bằng mũi. Hít vào trở lại, thở ra đổi bên. Rồi hít vào trở lại, thở ra thả lỏng. Bạn có thể xoay cằm sang trái và sang phải để thả lỏng, thư giãn cho vùng cổ. Bài tập vừa rồi giúp bạn đưa khí vào và nhả khí ra, rất là dễ chịu. Bây giờ bạn hãy xoay người qua một bên, chống bàn tay, trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông, xoay căng lòng bàn tay của bạn bám xuống thảm như thế này. Từ đây, hít vào bạn quận xương cụt hướng lên trên, chũng thắt lưng, rút rốn, mở ngực, mở vai, ghì vai ra dài. Từ từ thở ra quận đỉnh mông hướng xuống thảm, quận tròn các đốt sống đầy gù lưng, thắt cằm thu về cổ, rút rốn vào thật sâu. Lần hai, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Từ đây, hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng, chống ức bàn chân, thở ra bạn nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Từ đây, có thể hạ bàn chân xuống thảm, sau đó bạn đi bộ tại chỗ, rồi mỗi lúc bạn trùng gối hãy đưa
gót chân, còn lại hạ xuống thảm và quận xương cụt hướng lên bầu trời, đưa rốn về gần đùi để đẩy khí ra. Hít vào thì nâng lên, thở ra thì hạ xuống cho từng gót chân. Rồi cảm nhận rốn đùi đưa về gần nhau để giúp bạn ép khí đẩy ra bên ngoài, giúp bạn đánh hơi thật tốt và có thể đẩy hết tất cả những khí đang còn dư thừa bên trong khoang bụng, làm cho bạn cảm thấy chướng bụng, khó chịu. Sau một vài nhịp đi bộ như thế này, chúng ta kết hợp với nhịp thở, nhẹ nhàng co hai gối lại, kiễng hai gót chân. Hít vào bạn nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, thở ra trùng gối quận xương cột lên. Hít vào bạn hạ gối trở về thẳng, duỗi mũi chân, duỗi ngực, nâng cằm. Thở ra chống ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Lần hai hít vào hạ gối, duỗi mũi chân, duỗi ngực, nâng cằm, rút rốn. Từ từ thở ra khép cằm thu về cổ, chống ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Một lần nữa hít thật sâu, hạ gối trở về thảm, duỗi mũi chân, cuộn xương cụt, duỗi ngực, nâng cằm. Từ từ thở ra khép cằm thu về cổ, chống ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Và từ đây chậm rãi hít vào bàn chân trái lướt lên, thở ra co gối trái về giữa hai tay. Hạ gối trái trở về thảm, duỗi mũi chân phải. Hít vào bạn duỗi hai tay dài ra phía trước, thở ra hạ thân người xuống thảm, duỗi dài các đốt sống thả mềm hai vai, úp hông phải xuống thảm. Từ đây hít vào một hơi thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, bạn thu hai tay về, ngang gối, xòe rộng các ngón tay, hít vào nhấn lực về bàn tay, nâng thân người, nâng lên. Thở ra bạn chống ức bàn chân phải, nâng gối trái, bước chân trái trở về sau cùng chân phải. Nhấn lực về bàn tay, đẩy mông hướng lên bầu trời. Đưa ý thức về chân phải, hít thật sâu bạn lướt chân phải, nâng lên. Thở ra co gối phải về giữa hai bàn tay. Trượt chân trái, duỗi mu bàn chân trái. Sau đó di chuyển hai tay dài ra phía trước, gập thân người hướng xuống thẳng, duỗi dài các đốt sống. Tiếp tục đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng lưng, cột sống và vùng bụng. Từ từ hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng thở hết ra. Từ đây, bạn thu tay về ngang gối, hít vào bạn nâng thân người trở lại. Thở ra chống ức bàn chân trái, nâng gối trái, bước chân phải trở về sau cùng chân trái. Từ đây, hít vào bạn hạ hai gối xuống thảm, duỗi mũi chân. Từ từ thở ra hạ chìm hông xuống thảm. Hít vào bạn đẩy ngực, nâng cằm, rút rốn vào trong, quận xương cụt hướng xuống thảm. Từ từ thở ra khép cằm thu về cổ, nâng hông, quận mông hướng xuống thảm, kéo mông về phía gót chân, thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu,
đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, hạ chì mông, hông xuống, duỗi ngực, nâng cằm. Từ từ thở ra, khép cằm thu về cổ, nâng hông, đóng khung sườn, rút rốn, quận mông hướng xuống thảm, mềm vai, thở hết ra. Một lần nữa, thật chậm, hít vào thật sâu, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, hạ chìm hông xuống, duỗi ngực, nâng cằm. Mềm mại thở ra, khép cằm thu về cổ, nâng hông của bạn lên, thở hết ra, kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống, đẩy hết khí ra bên ngoài, thả mềm vai. Và từ đây, thật chậm, hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, thu hai tay về gần, chống ức bàn chân, thở ra bạn nâng gối, bước chân trái về cạnh ngoài tay trái, chân phải về cạnh ngoài tay phải, rồi cuộn mông hướng xuống thảm, hai tay chắp lại trước ngực, hai cùi trỏ đẩy hai gối sang hai bên, cuộn mông hướng xuống thảm trong tư thế Malasana. Tư thế này cũng giúp cho bạn có thể đẩy hơi và khí ra ngoài một cách rất dễ chịu. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng, thả lỏng. Từ đây, bạn nhẹ nhàng hạ tay xuống thảm, rồi nâng hông lên, hít vào chống 10 đầu ngón tay, thở ra thu hai chân, song song bằng hông, thở hết ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, thật chậm. Hít vào nâng nửa thân người lên duỗi dài các đốt sống. Từ từ thở ra chung gối gập thân người hướng xuống thảm. Hai lần nữa hít vào nâng nửa thân người. Duỗi dài các đốt sống hơi cuộn xương cột lên. Từ từ thở ra gập thân người xuống. Một lần nữa hít thật sâu. Nâng nửa thân người duỗi dài. Đốt sống. Mềm mại thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Rồi từ đây, hít vào bạn từ từ hạ mông trở về thảm. Thở ra trở về trong tư thế nằm Savasana. Bạn hạ lưng trở về thảm, rồi trở về trong trạng thái cân bằng. Hạ mông, hạ lưng, rồi từ từ hạ mềm cơ thể xuống thảm. Hai tay buông xuôi theo thân, chách một góc 45 độ, thả mềm cơ thể, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Từ đây, hít vào một hơi thật sâu, nhúc nhích nhẹ hông, lưng, thở ra nhấc vai duỗi dài, thả mềm xuống thảm. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng tâm trí và hơi thở. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm, thật chậm. Sau đó hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Thêm một nhịp nữa, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng, thở hết ra. Cảm nhận vùng bụng vô cùng dễ chịu, có thể trong lúc tập
bạn có thể đánh hơi, đánh rắm và thải khí ra bên ngoài. Có thể sau giờ tập, bạn có thể đi nặng, đi nhẹ và đẩy nhiều khí hơn. Và đấy chính là dấu hiệu cho biết bạn đang được thải khí ra ngoài rất tốt, giúp bạn có thể dễ chịu vùng bụng và làm cho toàn bộ bộ phận tiêu hóa trở nên khỏe mạnh hơn, trơn tru hơn và đặc biệt giúp cho bạn cảm nhận toàn bộ dạ dày hay ruột non, ruột già và đại tràng của bạn trở nên khỏe hơn, trơn tru hơn và dễ chịu hơn. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay, sau đó co hai gối lại, khẽ mở đôi mắt, rồi nghiêng người sang một bên như thế này. Chống bàn tay, bạn nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Từ đây, bạn đặt hai tay trên gối, thả mềm hai vai, rồi xoay tròn hông từ phải sang trái 5 vòng. 1. Thả lỏng hông. 2. Có thể rút rốn vào trong. 3. 4. 5. Và xoay ngược lại 5 vòng. 5. 4. 3. Một, rồi từ từ đưa lưng trở về thẳng. Từ đây bạn đặt tay phải trên rốn như thế này. Chúng ta sẽ xoa toàn bộ bụng dưới 5 vòng. 1, 2, 3, 4, 5. Và từ từ thả lỏng, hai tay chắp lại phía trước ngực. Xoa nóng đôi bàn tay. Xoa thật nóng lên. Thật nóng lên bạn ha. Nóng hơn chút nữa nào. Khi bàn tay đã nóng ấm, bạn nhanh tay đưa áp về phía mắt. Cảm nhận hơi ấm được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba. Nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Giang. Một bài tập vô cùng tuyệt vời đúng không bạn? Sau bài tập hoặc trong lúc tập, bạn có thể thấy khí được đẩy ra và có thể thấy bụng của mình rất là dễ chịu khi khí hay là cái phần chướng khí ở bên trong nó được đẩy ra bên ngoài, nó tiêu đi và cái phần diệt được những cái phần đầy hơi hay là táo bón nó rất là dễ chịu cho cơ thể và đặc biệt nó làm cho hệ thống tiêu hóa của bạn trở nên trơn tru hơn, khỏe mạnh hơn và nó làm cho bạn có thể cảm thấy khoan khoái hơn khi mà toàn bộ hệ thống tiêu hóa được giải phóng thì bạn cũng sẽ thấy rất là dễ chịu. Và nếu mà thấy video này hữu ích, nhớ nhấn vào nút like để đánh dấu rằng là bạn đã luyện tập bài này. Comment xuống bên dưới những điều thích thú nhất và để lại những thông tin của bạn để đội ngũ hỗ trợ cùng Tuệ Giang có thể giúp bạn. Đặc biệt ưu đãi tới bạn là một khóa học 30 ngày với $2, có thể inbox trực tiếp cho Tuệ Giang hoặc là chuyển khoản trực tiếp. Và Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình
hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.